Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ, laptop rồi nha. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và có thẻ tín dụng. Mọi người trả góp qua ngân hàng thì mọi người chỉ cần căn cứ công dân, và trên nữ thì 18 tuổi và nam thì 21 tuổi là có thể qua bên mình làm hồ sơ rồi. Bên mình thì không hỗ trợ nợ xấu nha. Địa chỉ là 606 Phạm Văn Bạch, phường 12, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bên mình thì có trang fanpage là Trịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400, số thứ hai là 0616 8748 nha. Mọi người muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì mọi người cứ nhắn tin vào trang fanpage hoặc là Zalo nha. Zalo mình đều dùng hai số điện thoại này luôn. Thời gian làm việc là từ 8:30 sáng đến 8:00 tối. Chính sách sẽ là bảo hành sẽ là 3 tháng một đổi một nha. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc. Thì hôm nay mình cũng có về thêm được một số máy mới giới thiệu tất cả mọi người luôn nha. Samsung Galaxy S20A24 mọi người, còn một cây cuối cùng à, bảo hành 1 năm nha mọi người. Chỉ có 3.650.000 thôi, bảo hành tới 1 năm chính hãng luôn, RAM 6/128 nha. Hôm qua gì được mấy cây mà hết hàng luôn à mọi người. Xiaomi Mi Bud 5 mọi người. Một con máy tính bảng có một cái màn hình rất là to và đẹp luôn. Màn hình con này lên đến 11 inch, chip nắp là gần là 860, màn hình tần số quét 120Hz, độ phân giải 2K luôn nha. Bên mình bán cái này chỉ có 4.7 triệu thôi nha. Mi Bud 5. Samsung Galaxy S23. S23 LED. Con này RAM 8 và nhớ 256 nha. Bảo hành từ tháng 4/2025 nha mọi người. Bảo hành khá là dài. Thay vì tập hợp mới thì anh em có thể lựa chọn cái này. Bảo hành rất là dài. Máy hay như mới luôn. Chỉ có 12.350.000 nha. Con này là con Sony Xperia 5 Mark 3 2 SIM 4.2 triệu nha mọi người. Một con máy cấu hình rất là mạnh, camera chụp rất là đẹp nha. Có thêm cả màu xanh, màu này màu xanh này mọi người. iPhone X 256GB 3.7 triệu thôi mọi người, X 256GB. Galaxy S22 LED phiên bản Mỹ nha. RAM 8/256 7.6 triệu. Có thêm màu xanh nữa mọi người. Màu xanh nữa nha. Galaxy Note 20 5G phiên bản Mỹ, máy còn rất là đẹp nha. 4.8 triệu thôi. Galaxy S20 LED 5G, máy hơi trầy, hơi xấu. RAM 12GB, chỉ có 3.6 triệu thôi. S22 bản Mỹ nha, 6.1 triệu. Samsung Galaxy Tab S7 FE nha. Một con máy mà màn hình nó lên đến 13 inch mọi người. RAM 4/64, có boot luôn nha. Con này phiên bản Wi-Fi. Con này là Tab S7 FE nha mọi người. RAM 4/64 và chạy chip Snapdragon là 750 5G. Màn hình Full HD rất là đẹp luôn nha. 5 triệu nha mọi người, 5 triệu. Samsung Galaxy Z Flip 4 đẹp 99, hàng Việt Nam nha, hàng Việt Nam. Cây này bên mình bán chỉ có 6.4 triệu thôi. Oppo Reno 12F đẹp lắm. Đây 7.6 triệu nha mọi người. Nếu mà anh em nào đập hợp con này thì khá là cao nha. Máy mới nó lanh quanh khoảng hơn 9 cũ. Còn một em duy nhất hơn 3 cũ mà cấu hình rất là mạnh luôn. Đây là Motorola Edge 2022, RAM 8/128, chip Dimensity là 1080 nha. Con này thì màn hình 144Hz, màn hình là OLED, tần số quét cực kỳ cao luôn nha. Độ phân giải sẽ là Full HD. Chỉ có 3.2 triệu thôi mọi người. Oppo A73 5G, RAM là 8/256GB, 2 triệu nha mọi người, khá là mềm. Xiaomi Redmi K70 Pro. Đây. Chip Snapdragon 8 Gen 3,
Con này RAM 12, của nhớ 256GB màn hình OLED luôn, cực kỳ đẹp nha, K70 Pro. Cây này bên mình bán chỉ có là 9,4 triệu một bóc nha. Lead phone 1 mọi người, RAM 12 256, 5,2 triệu, máy đẹp 99 nha. Oppo Reno 6 Pro LED, RAM 8128, chip Snapdragon 870, màn hình cong nha, 4,9 triệu. Oppo Find X6 mọi người, RAM 12, nhớ 256GB, máy đẹp keng 99% nha. Camera hợp tác với Hasselblad nha mọi người, chỉ có 8,8 triệu thôi. Oppo Reno 8 Pro 5G, RAM 12, 256, chip 7 cộng chip 7 Gen 1 nha. Con này có camera hợp tác với, có NBO xử lý hình ảnh riêng nè, Malicon X nè, chỉ có là 5,1 triệu nha. Samsung Galaxy Z Flip 4, RAM là 8, bộ nhớ trong 512GB, máy đẹp như mới luôn mọi người, Z Flip 4, 11,5 triệu nha. Huawei Mate 50, 7,8 triệu, máy đẹp keng 99 nha, Mate 50, rất là đẹp luôn, con này có một cái màn hình siêu đẹp, màn đẹp lắm mọi người. Oppo A78, RAM 8, 256GB. Unbox đây A78 nha, 3,2 triệu, 8,256GB. Oppo Reno 7 Pro, con này RAM 12, bộ nhớ trong là 256, máy đẹp 99 nha mọi người, 5,5 triệu thôi. Đây là phiên bản chính hãng nha, chính hãng luôn. Oppo Find N3 Flip nha, RAM 12, 256, hàng chính hãng, còn bảo hành, máy đẹp keng 99 như mới luôn, 11,7 triệu. Full box như thế này thì bên mình bán 12,3 triệu nha, 12,2 triệu thôi nha. Một cây Redmi K60, chip 8 cộng Gen 1 mà cực kỳ rẻ luôn mọi người, K60. RAM con này sẽ là 8, còn như trong 128, chỉ có 4,9 triệu thôi. Mọi người có một cái màn hình 2K. Con này là con Tecno Spark 20 Pro nha mọi người. Này có con cây, mấy cái này hot lắm. Về bao nhiêu là bán bao nhiêu, mới xài không được bao lâu luôn mọi người. Con này như mới xài được có tuần à. Đẹp như mới luôn mọi người. Keng thiệt là keng luôn. 3,850,000 nha, 3,850. Tecno Spark 20 Pro. Đây, củ sạc nè. Sạc zin của con này như nó lên đến 45W mọi người. Màn hình là màn AMOLED, tần số quét là 120Hz. RAM con này sẽ là 8, bộ nhớ 256GB nha. Sạc zin, máy nó như mới vậy mọi người. Như con máy mới vậy đó. Tecno Spark 20 Pro nha, màn hình AMOLED, camera đẹp, pin trâu. Chỉ có 3,850 thôi. Samsung Galaxy A25 5G, máy mới con này 6,5 triệu mọi người. Phun bóc A25 5G, đẹp keng 99% như thế này nè. RAM con này thì sẽ 6, bộ nhớ trong 128GB nha, 4,350,000, 4,350. A25 5G nha, 4,350. Hôm nay có về thêm được một cây Leica Phone 1 mọi người, RAM 12, 256, máy đẹp nha, còn rất là đẹp, 5,2 triệu. Oppo Reno 8T 5G, một cây giá rẻ, 3,9 triệu nha mọi người, vì nó hơi chạy xíu thôi. Con này RAM 8, 256, chip Snapdragon 695 nha, có một cái màn hình đẹp, camera đẹp, rất là rẻ rồi. Là
Samsung Galaxy A34 5G. RAM sẽ 8, bộ nhớ trong 128GB, A34 5G, máy đẹp keng 99 nha. Cái này thì giá bán của bên mình là 4.350.000. 8.8. Tecno Bova 5 RAM 8 128, cũng là một cây full box luôn. Máy này thì một con máy cấu hình mạnh cho nên là chơi game nè. Màn hình Full HD, pin 6000, RAM 8 bộ nhớ 128GB, camera 50 chấm nha. Con này pin cực kỳ trâu bò. Con Bova 5 này thì bên mình bán với mức giá chỉ có là 2.750.000 nha, 2.750. Tecno Bova 5 full box nha mọi người, đầy đủ cáp sạc tai nghe nha. Con này là con King Kong Star, pin 13.000, RAM con này sẽ 11GB, còn nhớ 256, máy đẹp keng 99 nha, hai màn hình luôn, 5.500.000 nha mọi người, một con máy nồi đồng cối đá với pin trâu bò. Samsung Galaxy S20 FE bản Mỹ, chip nắp 865, màn hình 120Hz, RAM 6 128, máy đẹp 99 nha, 4.000.000 nha mọi người. Một cây màu trắng, ui con này màu trắng nha. Con này là con Oppo Find N3 Flip nha mọi người, full box. RAM là 12 256GB, màn hình 6.8, full box luôn. Máy trần chứ, máy full box thì bên mình đang bán 12.2 triệu, còn máy trần thì bên mình bán cây này chỉ có là 11.7 triệu nha. Find N3 Flip nha mọi người, Find N3 Flip, máy trần thì bên mình là 11.7 triệu, full box thì bên mình bán là 12.2 triệu. Samsung Galaxy S23 Plus, hàng chính hãng, bảo hành dài tới năm sau nha, tháng 3 năm sau. RAM 8 256GB, S23 cộng nha. Con này thì giá bán của bên mình sẽ là 12.350.000 nha, S23 cộng 12.350.000. Samsung Galaxy A15 5G bản 256GB nha, RAM 8 256GB, A15 5G, máy đẹp keng 99 mọi người. Con này thì bên mình bán với giá là 4.000.000 nha, A15 5G. Galaxy S21 Plus phiên bản hàng, máy đẹp như thế này nè, hôm nay có hàng trở lại mọi người. Màn hình là 6.7 inch, độ phân giải con này sẽ là Full HD, RAM 8GB, bộ nhớ 256GB nha, 5.8 triệu nha mọi người, 5.8 triệu. Hiện tại thì mình còn hai màu, màu bạc và màu tím. Máy rất là đẹp luôn mọi người, rất là đẹp luôn nha. Bản hàng, bộ nhớ cao 256GB. Con này là con Vivo V27e, chip Helio G99, RAM 8 128, bộ nhớ 256GB. Vivo thì camera chụp rất là đẹp luôn, 4.4 triệu nha, V27e mọi người, 4.4 triệu. S21 Ultra mã Mỹ 7.350.000 nha, 7.350. Cây này thì hơi trời, cái trời thì chắc giảm giá thôi, cái này chắc 7.2 triệu nha, 7.2 triệu. S21 Ultra. Samsung Galaxy Z Flip 4 rất là đẹp luôn, Z Flip 4, cây này thì bên mình bán với giá là 6.4 triệu Z Flip 4 nha.
Và có một cái Z Flip 4 nữa, hàng Việt Nam, thay lưng rồi, chỉ có thay lưng thôi nha. 5 triệu rưỡi thôi mọi người, Z Flip 4. Z Flip 5 có một cây nè, Samsung Galaxy Z Flip 5 nè, chỉ có 9 triệu 7 thôi mọi người. Bản này là bản 1 SIM nha. Z Flip 3 4 triệu 9, máy đẹp nha. Samsung Galaxy Z Fold 5 nha, hai màn hình. RAM 12 256 19 triệu và bản 512 GB là 19 triệu rưỡi nha. Cây này là cây iPad Redmi Buds Air mọi người, một con máy có cái màn hình rất là đẹp luôn. Màn hình con này thì sẽ là 11 inch. Đây màn hình 11 inch. Đây là phiên bản RAM sẽ là 6 GB, bộ nhớ trong 128, chip Snapdragon là 680 nha. Pin mình bán cây này đẹp keng 99%, chỉ có là 3 củ tư thôi mọi người. 3 củ tư nha. Con này là con Samsung Galaxy Z Flip 4, RAM sẽ là 8, bộ nhớ trong là 128 GB, 6 củ tư mọi người. Máy thì ngoại hình tổng thể còn khá là đẹp nha, còn khá là đẹp. Xiaomi Redmi K60 mọi người, RAM con này thì mình đang có mấy phiên bản RAM rồi nha. RAM 8 bộ nhớ 256 GB, RAM 12 256 và RAM là 16 256. Bên mình bán từ 5 củ 4, 5 củ 6, 5 củ 8 nha. Redmi K60 thì còn rất là đẹp luôn. Hơn một củ thì anh em có thể lựa chọn cái này nha. Vivo Y11 RAM 3 bộ nhớ trong là 32 GB. Bên mình bán chỉ có một củ 150 thôi mọi người. Nokia 2.4, con này hơi chạy xíu, một củ 2 nha. Vivo Y12 RAM 3 bộ nhớ trong 64 GB. Con này thì bên mình chỉ có là một củ rưỡi thôi. Realme C21i RAM 3 bộ nhớ trong 32, 1.550.000 nha. Con này là Sharp Sensei Palette mọi người, 1.650.000 mà còn có RAM 6 bộ nhớ trong 64, chỉ có 1650 thôi. Màn hình con này thì 5.5 inch nè. Redmi K30 5G này mọi người, con này là một con máy cực kỳ hot trong phân khúc mà hơn 2 củ luôn. Mọi người sẽ có một con chip Snapdragon là 765 5G, RAM con này thì sẽ là 6 bộ nhớ 128 là 2 củ 4 và mình có RAM 8 128 nữa nha. Vì mình bán 2 củ 6 nha. Tecno Bova 4 Pro, con này màn hình nó có lưu ảnh rất là nhẹ luôn mọi người, chỉ có 2 củ 4 thôi. Tecno Bova 4 Pro nha. Nokia C21 LED RAM 3 bộ nhớ trong 64, 1.650.000 nha. Nồi đồng cối đá thì mình còn sót lại được có vài em thôi. Đây là con dây cơ B10, RAM sẽ là 6 GB, bộ nhớ trong là 128 GB, 3.1 triệu nha. Và tiếp theo con này là con dây cơ T100 mọi người. Mấy con này thì có khả năng kháng nước, kháng bụi và chịu được va đập tốt nha. RAM cũng 6128 mà chỉ có 2 củ 950 thôi. Tiếp theo một cái máy mà cũng rất là khủng đây, máy mới 10 củ mọi người, bên mình bán 5 củ rưỡi nha. Con này là con Kingcom Star, RAM 11 GB, bộ nhớ 256, viên pin 13.000, hai màn hình luôn. Con này màn hình rất là đẹp luôn nha. Chỉ có 5 củ rưỡi nha mọi người. Xiaomi Redmi 13 mọi người, RAM 6 bộ nhớ trong 128 GB nha, 3 củ 1. Một cái máy mà phải gọi là cực kỳ ngon trong phân khúc 3 củ 2 mọi người. Con này là con Motorola Edge 2022, RAM 8 128, sở hữu màn hình OLED nha. Con này tần số quét lên đến 144 Hz luôn và RAM 8 GB, hai SIM hai sóng, chỉ có 3 củ 2 thôi. Vivo T1 5G, con này màn hình nó có âm ảnh nhẹ nha, chỉ có 2 củ 9 thôi mọi người, 2 củ 9. 2 củ 9 thì mọi người có một chip Snapdragon này, 778 cực kỳ ngon. Con này là con Realme C53 nha, RAM 16 GB, 2 củ 7 nha, C53. Một cái máy cũng rất là ngon luôn mọi người. Con này là con Tecno Bova 3, một con máy thì RAM 6128 nhưng mà viên pin rất là trâu bò, viên pin lên đến là 7000, chỉ có 2 củ 650 thôi. Realme C21i RAM 4 bao nhiêu trong 64 GB, 1.9 triệu nha. Con máy thì là nói chung là rất là đẹp, pin trâu. Vivo Y17s RAM 6128 nha, chỉ có 2 củ 8 thôi mọi người, 2 củ 8 thôi. Mình còn một cây này là cây iPad E1 nha, 16 GB. Bên mình bán cây này chỉ có là 1 củ 9 nha. Cái máy rất là ngon luôn. Đây là cây Xiaomi Mi Band 6 nha mọi người.
Mi 36 hàng chính hãng, RAM 8 128 GB nha, 6 triệu 8 mọi người. Mi 36 con chip nắp là gần là 870, camera chính 13 chấm, màn hình con này độ phân giải thứ 2K 11 inch rất là mượt luôn. Tiếp theo cũng là một cái máy tính bảng cực kỳ ngon luôn mọi người. Con này là con Galaxy Tab S7 FE nha. Con này RAM sẽ là 4 và nhớ trong là 64 GB. Tab S7 FE phiên bản này Wi-Fi nha, màn hình tới 12 chấm mấy inch có hotbook luôn nè. Vì mình bán cây Tab S7 FE này chỉ có 5 cũ thôi nha mọi người, 5 cũ thôi. Oppo Find N3 Lip nha. Con này thì full box, máy đẹp như mới luôn, còn bảo hành khá là dài, bên mình bán con này 12 củ 2 nha. Mình có máy trần nữa mọi người. Đây. Có máy trần nữa nha. Đây, máy trần nè. Máy trần thì chỉ có 11 củ 8 thôi nha. Con này là N3 Lip, máy mới chính hãng mắc lắm mọi người. Máy mới nó còn lanh quanh đâu đó khoảng tầm cỡ là 23 củ. Huawei Mate 20X nha, RAM 6 128, màn hình AMOLED nha, 67.2 inch luôn. Con này chỉ có 4 củ 2 thôi. Hơn một cũ nè, con này chạy chip 665 viên pin 5000 Oppo A5 2020. Con này thì RAM sẽ là 3 bộ nhớ trong 64 GB. Vivo Y21s nha, RAM 4 bộ nhớ trong 128 GB, 1 triệu 9 nha. Con máy này khá là ngon, pin trâu này mọi người. Đây là cây Vivo Y30, RAM 4 bộ nhớ trong 64, 1 triệu 850 nghìn nha. Realme C15 mọi người, C15 đây. Realme C15, một con máy viên pin 6000 luôn, RAM 4 và 64, 1.750.000 nha. Con này là con VinMax Soi 4, RAM 3 và 64, 1.750.000. Nokia, con này là C20, RAM 2 và 32 GB, chỉ có 1.1 triệu thôi nha mọi người. Con này là con Oppo A2X, RAM 6 128, 3.1 triệu nha. Xiaomi Redmi Note 13 Pro mọi người, con này thì RAM 8 128, 4.350.000 nha. Anh em nào càng xem hình ảnh chi tiết máy thì mình cứ nhắn tin vào dép là Zalo giúp bên mình nha. Bên mình sẽ có nhân viên gửi hình ảnh cho mọi người, gửi cấu hình cho mọi người tham khảo nha. Còn trên video thì hầu như mình chỉ báo giá sản phẩm cho mọi người thôi. Oppo A78 5G, RAM 6 128, 2.9 triệu nha. Redmi K60, một cây full box 4 củ 9 mọi người. Con này là con Samsung Galaxy Z Flip 5, hàng chính hãng, bảo hành còn bảo hành nha. RAM sẽ là 8 và nhớ trong là 512 GB, chỉ có 11 triệu rưỡi nha. Siêu phẩm màn hình gập Z Fold 5, RAM 12 và nhớ 2 556 GB, chỉ có 19 củ nữa thôi nha mọi người. Màn hình đẹp keng 99%. Và mình có bản 256 GB mã hàng nữa nha. Còn những con này thì nó đều hai sim hết, một vật lý và một e sim nha, chỉ có là 19 củ rưỡi. iPhone 13 Pro Max 128 GB, pin 88, con này nó hơi trầy xíu nha, chỉ có 13 triệu 8 thôi. iPhone 12 Pro 512 GB, pin 84 nha, bản 512 GB, 9 củ 8. iPhone 8 Plus máy lóc nha, 64 GB, pin 100, 2 củ 3. iPhone XS Max 64 GB, pin 80 nha, con này thì máy zin, 5 củ 7. iPhone 11 Pro mọi người, 11 Pro máy lóc luôn nha, chỉ có 4 củ 8 thôi, khá là mềm, máy nguyên zin. Một cái máy khác rất là rẻ luôn, cái iPhone X 256 GB luôn nha, chỉ có 3 củ 7 thôi. Con này là con iPhone SE 2 củ rưỡi thôi mọi người. Con này thì 128 GB luôn. Pin thì thay pin rồi nha, thay pin rồi. Xiaomi Redmi K40 mọi người, RAM 12 của nhớ 256 GB, chỉ có 4 củ thôi nha. 4 củ thôi, mình có hai màu nè, màu trắng, màu đen, màu cả màu bạc nữa nha, màu bạc luôn, 3 màu luôn. Con này là con Realme 11 mọi người, RAM 8 256, một con máy nói chung là có cái màn hình tần số quét 90Hz, camera 108 chấm, màn AMOLED luôn, chỉ có 3 củ 8 thôi. Và mình có cái cây này thì bản 128 GB, 3 củ 4. Poco F3 mọi người, Poco F3 là phiên bản chính hãng của con Redmi K60 nha mọi người. Con này thì RAM 6 128, chỉ có 3 củ 6 thôi. Và con này là con Huawei
Nova 11i nha, RAM 8 hay bộ nhớ trong 128GB, chỉ có 3.250.000 thôi. Xiaomi Redmi Note 9T 5G nha mọi người, RAM 6128, 2.1 triệu nha, Redmi Note 9T 5G. Còn Winmax Soi 4 mọi người, Winmax Soi 4, RAM 4 và nhớ trong 64GB, chỉ có 1.8 triệu thôi nha. Con này là con TCL 40SE mọi người, RAM 4 128, một con máy camera 50 chấm, màn hình rất là to, chỉ có 2 triệu nha. Rồi, mọi người có nhu cầu mua bán, giao lưu, trao đổi gì thì mọi người cứ nhắn tin trực tiếp cho bên mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.